Đệ tên gì? Đệ tên Minh. Cái gì Minh? Quỳnh Văn Minh. Với Văn Minh tâm tình đôi tiếng, giống họ Quỳnh phát triển tôn gia. Hoàng cũng xây chuyện màn ba, Quỳnh Hoàng là một con nhà Âu Cơ, nên chẳng nói lời thơ nhiều lắm, vì các từ sửa sắm đông đà. Thôi thì mới gàn hỏi qua, trước là gọi đệ, sau là gọi huynh. Đệ là gọi dưới hình sát thể, huynh là tôn thánh thể bề trên. Thôi thì vô tội vô tên, miễn mình biết chuyện là nên, chớ gì em. Để xử phân cho chúng, phải chờ ông trời quyết định. Ông Phật ông chỉ dạy cái đạo là mở cái trường đại học để đào tạo tăng tài, chứ rồi đưa ra các ngành nghề để là chuyên ngành để làm. Thì chúng ta là gì? Chúng ta đi vào con đường đạo, đi vào ánh sáng của vô vi, thì mình vào một cái trường tiểu học, trung học và tới đại học, thì mình phải là một người tăng tài, rồi mình tu bổ các ngành nghề nghiệp vụ chuyên môn. Mà khi chuyên môn rồi, hỏi anh có làm giỏi không, anh có sinh hoạt văn thơ thi phú là không phải là đạo, nhưng mà nó là một chuyến xe tải đạo lý, chứ đạo lý không có tải văn chương. Nên chúng ta mượn cái đường lớp tướng để phi tướng, chứ không phải mượn tướng để làm tướng. Nghĩa là người ở trong trung ương đi, giống bây giờ giống như là người của Nguyễn Phú Trọng hay những trình báo ECA gì của quốc tế gì không biết, bây giờ có xuống đây đi nữa có làm thì biết trong cái lớp của các quý vị. Còn muốn mà kết quả để mà thu nhập để làm cho đúng thế những cái chương trình thì phải hợp tác với huyện, với xã, với công an phường, và với cả một cái tổ trưởng nữa. Vì người ta là không có chuyên ngành, nhưng mà người đó là chuyên nghề, vì họ đã làm. Giống như mấy anh nông nghiệp giờ nè, anh không có học kỹ sư, kỹ sạc, kỹ chân, mà anh mằng quen, anh biết cái nước phèn phải mằng sao, nước nó làm dùng cái phân bón nào. Còn anh kỹ sư, anh có lý thuyết nhưng không có thực hành. Còn anh làm nông này, anh có thực hành, ông có lý thuyết, nên anh đưa ra cái xã hội với cái bằng cấp thì anh thua với anh kỹ sư, anh nông dân này thua. Nhưng mà đưa vào cái sự canh tác làm ăn để tăng gia sản xuất thì anh sẽ hơn anh kỹ sư. Giống như em có quyền lực, có phần trên giống như anh kỹ sư vậy. Nhưng mà phải gần cái người nông dân, người này không có học, có hành gì chân á, nhưng chuyên ngành và nghiệp vụ thì người đó sẽ hơn. Hơn là hơn cái hiểu biết tại cái làng của họ, tại cái xứ của họ và tại nhà của họ ở. Mình có giỏi cách mấy, công an mình rình tối ngày đi nữa, mình không biết ông này ông chữ cái gì nữa, đúng không? Thì ra vô tâm linh cũng thế thôi. Mà tâm linh á, không ai nói là tôi là thánh thần mà trừng trị cái bưng tà bên này chứ. Chỉ có nhà nước, chỉ có công an và trong nghiệp vụ, cái hành sự, thì họ có thể là trừng trị những cái họ là những thành phần bất chánh. Còn ta tâm linh hãy để một cái tâm từ bi, để cái đức độ của người trưởng thượng, để cái đức độ của người trên thấy cái đàn con của mình nó yếu đuối, nó ngu si, nó khờ khạo, nó xưng hùng xưng bá. Mình phải dùng đức để hóa chúng, để tại sao là Đức Phật, tại sao là Đức Vua, tại sao Đức Ngọc Đế. Nên đức mới thắng tài, duy quân tử tận, tài thắng đức ắt tiểu nhân thôi. Dùng bây giờ tôi dùng lực nè, tôi dùng chức việc nè, tôi dùng thuốc nè, dùng bùa nè, dùng những cái để hại người, người chết tâm không phục vào đâm bắn giết, chỉ uổng công chịu thiệt hay đàn. Cái tâm họ phục rồi thì họ sẽ nghe mình dinh dách, còn tâm không phục đàn áp được chứ đâu chỉ được đó. Nếu ít nữa mình bữa văn đức phước đủ chí ngoan, mưu trước mấy màu đức nhân thì thiên hạ theo đầu, đâu cần phải dùng câu nặng nhẹ. Muốn hỏi chú sứ thì chú sứ trả lời. Đây là chú sứ, cô quản lý không biết lời nói này và không nói được lời này. Vì chú sứ là ai? Chú sứ là ở núi Sam, tức là đó là ở Hòn Sam, Hòn Gấm, Hòn Tô. Mà khi năm 2009 tới giờ chú sứ về, nghĩa là cốt bằng đá như câm, sao nói hỏi giấy gian sớm tối gần ngừ. Có lòng cũng đổ chín mười làm ăn khá giả,
thì người cúng vâng. Nên kỳ chốt phải phân ba sát, một sát thần kích hoạt cho tài thánh nhân là sát thứ hai, tên là Hoa Lý Sơn Đại Cập Thiên. Sát thứ ba đắc tiên rất đẹp, rất giàu sang, khuôn phép lễ nghi, ngũ gia thờ mẫu duy trì, cũng là chú xứ phân thiết tài thân, tức là thanh thượng, thanh hạ, thanh trung. Mỗi một vị nào cũng phân từ tài phiệt là người giàu có, quốc đạo là người ở trong đất nước có nghiệp vụ. Và để là đúng hơn là trong đất nước nghiệp vụ, còn một thể phải bằng đạo giống như sắc của chú xứ đây, gần gũi những người nghèo khó, eo đơn cơ nhở, để dùng là đưa bàn tay một người chị, một nghĩa là người bạn, một người cô, để dìu dắt, để cho nó biết học từ lớp 1, rồi nó cầm cái ngón tay vẽ sơ cơ của trường tiểu học, mới đi lên từng lớp của trung học, và kéo một thời gian dài, có trí, có nhân, có đức, có tài thì nó đi đến đại học. Nhưng đại học nó phải chuyên ngành, nó ở ngành nào, nó làm cái gì, và nó làm cái gì mà nghĩa là được thầy cô giáo vui vẻ, và nó làm cái gì mà thầy nó không vui. Bây giờ giống như tâm linh, cha mẹ của ta bề trên các đứng ở tam tòa, nghĩa là cổ giáo tam tòa, Phật giáo tam tòa, tiên giáo tam tòa, thánh giáo tam tòa, thần giáo, tới ngũ chi đạt đại đạo. Các vị xuống đây là Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà, không phải một ông Quỳnh Phú Sổ hay ông Tây An là đủ đâu, mà cả dạng dạng lớp người để xuống đây để làm gì? Tân dân thánh đức, tân là sửa lại cái mới, thánh là người trí tuệ, đức là người đó phải có tâm đức, nghĩa là có tài, có trí, có tâm, có đức, và phải có cái tập, chứ không phải lợi đâu mình cũng nói được, mình cũng là thần thánh, mình dẹp người ta được, mình thu người ta được, mình có thể mình làm con công á, mình ngó lên ngó xuống được. Nhưng thưa quý vị, làm con ngỗng chỉ ngó xuống chứ không ngó lên. Như vậy thì mình có biết người ta, mình biết người ta là cái gì, mình biết mình là con ngỗng hay con công. Nói như vậy thì xin tất cả các điển quyền vi và sắc trần hãy coi nhau như chị em, như một cái tâm tình thân thiết chia sẻ nhau, một đàn anh đàn chị, đứa biết dẫn người không, đứa ngu học người sáng. Như vậy thì ở đây cái cửa này chú xứ là gì? Không lẽ về cúng kiến ở núi Sam á, hàng nghìn ngàn năm rồi á, nào là heo dê gà vịt, nào là bông hoa, các tấm lòng của trăm họ, mà cái để cho mà tất cả trời Phật thánh thần cũng có hương nhang, cũng đắp, cũng có một cái tâm linh để quá chúng như Đức Quỳnh Phú Sổ, hay là các vị hai thanh sĩ, nghĩa là Đức Cố Quảng, Trần Văn Thành, bà là Nguyễn Thị Thạnh đồ, bà làm được việc đó. Còn thánh thần trở lại trong thời kỳ này cũng phải mượn sát đổi mới, chứ bây giờ giống như Lệ Thủy Minh Phụng đồ ca hay, nhưng mà nó là nghệ sĩ ưu tú chết hết rồi, không lẽ lớp trẻ giờ bỏ về cổ nhạc đó. Thành ra chúng ta là người của đời sau, học theo đời người trước để làm. Chúng ta cũng có thể nhận lệnh của Đức Ngọc Đế, nhận lệnh của Tam Tòa. Chúng ta cũng có thể là người của Tam Tòa, người của nhà nước, người của quốc đạo, để bảo vệ an ninh, để bảo vệ lực pháp, để bảo vệ chánh pháp. Đó là một việc rất là cần. Mà chú xứ là một cái điển quan thôi. Bây giờ ăn uống hưởng của Trần quá nhiều, mà bây giờ không lẽ ngồi ăn cái cốt bằng đá cũng như thế nào cũng dùng, rồi có chịu không chịu gì cái cốt bằng đá đâu có nói được. Phải có người có lời, mà có người có lời nói ra có người tin không? Phật ra đời còn không người tin, nghĩa là Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời còn không người tin. Chúa xứ sẽ âm thầm nhắc nhở dìu dắt một số người, mượn thơ thi, mượn văn bài để mà phổ hóa, giúp đỡ trợ duyên, cũng như sự học hỏi của chú xứ, một phần về nhân sinh quan, một phần về vũ trụ quan, một phần về địa sinh quan. Như vậy thì chữ học hỏi tu thập nay gần nghìn năm rồi, lúc tân dân thánh đức trở lại mở màn, các vị Phật thánh thần tiên lâm phàm, chúa xứ là một cái thần thôi, tức là núi Sam hồi xưa bà núi Sam là mới có ở xã, bây giờ lên bà chú đốc mới có tỉnh, lên bà chú cao núi Cấm mới có dùng thôi, chứ chưa được về trung ương. Như vậy thì mình cũng phải trở lại có cái sắc trần, có một cái lời nói. Chúa xứ mượn cái xác này từ năm 19 tuổi, được sự nhận của Đức Thượng Thiên, được đứng cha trời của cha Nhất Thiên, cha Nhị Thiên và cha Tam Thiên. Cha Tam Thiên là cái cõi cung của chú xứ, là cung thần. Cha Nhất Thiên, cha Nhị Thiên là của cõi, nghĩa là Phật Tiên.
Chúa Xứ chỉ ở cung thần xuống thôi. Chúa Xứ không đủ tài năng, không đủ đức độ để hóa giải tất cả túc nghiệp tiền khiên quan gia quan trái, quan gia trái chủ của chúng sanh. Mà vì cái ơn của chúng sanh, vì cái nghĩa của đồng bào, vì cái ân của đất nước, vì nghĩa là Chúa Xứ cất cái am rất nhỏ nhỏ thôi, mà rất là nhiều am, rất là nơi sùng bái. Bây giờ không có sát mà không có chánh pháp mà lên muốn xưng về xưng này xưng kia, xưng để hưởng của thế gian, để làm những cái việc mà thế gian không đồng ý, không nhất trí. Chúa Xứ không nói gì để phạm cộng đồng. Còn Chúa Xứ là người xuống đây thì chữ chê khen của người đời, đó là cái chuyện nhỏ. Mà hỏi mình có chấp nhận, chấp trưởng quyền linh của cha mẹ làm đúng không? Tự hỏi lương tâm và cắt nhắc bản thân. Những cái sắc trần nào đi xuống đời đó thì cũng phải có sự ô nhiễm trọng trượt. Nhưng mà chúng ta dơ biết rửa, xấu biết sửa, tốt biết làm là tốt rồi. Như vậy thì hôm nay chú Xứ trở lại mở cái trường tiểu học văn hóa bình thường. Bây giờ chú Xứ không có khả năng, mà những người tâm đức có cái căn lành mở cái quán cơm chay, không phải nói là từ thiện, bán, nghĩa là để bán để có một ít thu nhập cho những người có tâm đối diện, trực diện và phản diện. Rồi cũng có người có tâm để gieo lại một cái nhân duyên có 4 ngày cơm chay để phát cho tất cả những người du sơn vạn cảnh, xe lôi, xe kéo, xe đầu, bưng gánh, để làm gì? Tạo một chút duyên đời để gỡ bớt cái tội nghiệp của chú Xứ là ăn mặn uống đậm tới gần ngàn năm rồi, quá nhiều rồi. Như vậy thì những cái này đó là một cái công ơn tái tạo trả lợi. Mà chú Xứ đã đắc chánh thần, bây giờ đắc để đi thi qua thánh rồi. Chú Xứ không có lời, không có một cái sắc thần, sắc trần để thuần quá, để phục quá, để cải thiện đời sống, chứ chú Xứ chưa nói mình giả quá. Như vậy thì mình có xứng đáng làm thần không, chứ đừng nói làm tiên thánh. Vì thì chú Xứ mượn cái khẩu cô qua lý này, cô qua lý là cái ngồi bút, nhờ cổ cái tâm cổ dốt, nhưng mà cái tâm cổ ngay thật, thật thà, cái tâm không tin hơn tin thiệt, cái tâm luôn luôn lúc nào cũng có sự giác ngộ, trực kiến trực diện để mà tu hành cho bớt cái nghiệp. Vì nhận thấy thân vô thường, thân trần dũng thiệt thủy quả phong, cấu tạo sanh ra ở trần hồng, hỏi sao tránh được ngày tan hiệp. Nghĩa là thôi cầu xả xác thế đời xong, mình tu thế nào cỡ nào đi nữa, tới già rồi sanh lão bệnh khổ, theo tứ diệu đế của Đức Quỳnh Giáo Chủ và tứ diệu đề của Đức Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì nhận thân vô thường là tu. Nên chú Xứ ra bài là tạo hóa ông bài cuộc quái quâm, tuổi đời đâu sống đến di châm, Di Đà sáu chữ trì tâm niệm, lục đạo luân hồi khỏi bị lâm. Chú Xứ tu theo ông Tây An là Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương hết chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền giải. Tại sao ông Quỳnh Giáo Chủ lại thờ Trần Già mà ông Tây An lại thờ Trần Đỏ? Vì Đức Di Đà Tây Phương nhất trường, Đông Phương nhất trụ. Đức Thích Ca Mâu Ni mặc màu vàng, lấy cái trụ đứng, tức là nhất duy nhất. Đức A Di Đà ở hướng Tây, nằm cái, nghĩa là cái trượng nằm dài thì nó gọi là Tây Phương nhất trường, Đông Phương nhất trụ, mới thập ngát ngang mới thập phương chư Phật. Như vậy thì Đức Di Đà là nhiễu đỏ, là người ở cư sĩ tại gia, sau này tu hành không lập chùa chiền. Nghĩa là nếu ai tin và đi đứng nằm ngồi niệm Phật, làm thiện nghĩ lành là tu theo Đức Phật. Nên Đức Tây An, Ngài trở lại, Ngài thờ cái trần đỏ là Ngài nhớ công là ào lao và chìm đạo của Đức A Di Đà. Tay cài tay cấy tu hành, ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cút cũng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia. Gắn công trì niệm sớm phia, thân ti còn tục tâm lìa cõi mê, gắn công gieo giống bồ đề, rước ngừ tâm đạo trở về Tây Phương. Đó là cái Tây Phương là của Đức A Di Đà. Nên hôm nay chú Xứ chỉ tu theo Đức Tây An là tu theo một cư sĩ bình thường, để khi sống làm việc tốt đời đẹp đạo, khi chết được về cảnh an lành cõi tịnh. Còn những việc nhà nước, những việc mà lập thế, những cái thời gian đó là Mẫu và Đức Ngọc Đế và chư quan liệt vị, trăm quan liệt vị, và tất cả các tiền triều Đinh Lê Lý Trần Nguyễn trở lại việc người ta ta làm. Còn chú Xứ chỉ đem một cái ân, một cái ân này của bá tánh, cái ân này của chúng dân. Chú Xứ không dám kêu chúng sanh, vì Đức Phật gọi chúng sanh được, còn chú Xứ không kêu chúng sanh được, vì những cái từ ngữ nó biên kiến biên diện, nó phản diện lắm, phải nói làm sao cho đúng. Nên cái thời cái pháp
mà được thung dụng cho đúng chánh pháp thì thầy tổ vui vẻ lắm. Ngài nói: trao thân phận gạn danh hiếu đệ, gỡ mặt thầy nơi chốn mây gồng. Nghĩa là các ngài lo lập quốc, lo lập hội, lo lập triều đình, còn chúa xứ cứ trao thân phận gìn chung dạng hiếu. Con biết hiếu cha hiếu mẹ, kính anh trọng em, kính thầy, nghĩa là thương bạn là đủ rồi. Nên chú xứ không có những cái cao siêu mà mấy quý vị mà muốn hỏi như thế nào thì về cái chính trị thời sự và những cái mà liên quan tới đất nước, chú xứ chỉ biết có một phần trong 10 phần. Nếu nghĩa là thiên cơ đây chẳng dám bàn, chỉ đem đạo đức phổ tràng nghe thôi. Việc thiên cơ, việc trời đất, ít ai biết được là lậu thiên cơ mất trước phạm nguy. Chi âm chỉ có Tử Kỳ, Bá Nha, Đàn Khải, cung gì cũng thông. Người biết được phụng gồng mới khứng, thời gian qua chịu đựng đã lâu. Cách trời đồng láng ruộng sâu, ai mà làm được có bầu linh quang. Người biết đạo phải toàn thông suốt, kẻ hiểu đời thì được lợi lành. Nửa bài xuống bút đề danh, sắc trần cô lý, Châu Thành An Giang. Tức là hồi xưa sanh ra huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, nghĩa là xã Dịch Trạch. Như vậy thì hôm nay chú xứ chỉ về mượn khẩu mượn lời. Trước hết thì cũng xin được Tấn Dũng quay, thì xin tất cả cộng đồng mạng và những người thượng trí lưu, trung trí thức và những dân trí, những chánh quyền, những người làm việc cho cộng đồng, những người làm việc cho quốc tế, những người làm việc cho nghĩa là cơ thánh đức của đại đồng, xin thông cảm và ủng hộ cái điển quang của thiên linh quang và địa linh quang, nhân là thiên quang của chú xứ, để mượn cái khẩu cô qua lý. Từ đây lẽ ra là lâu rồi, để không biết đâu chú xứ không bao giờ lộ, tại vì thời kỳ còn lâu quá, lộ thì sẽ khổ. Nghĩa là môi hở sợ e gan phải lạnh, đái lòng còn cạn tỏ mái quyền cơ. Như vậy thì cái thời này là thế kỷ 21 rồi, lẽ ra là 2012 đã có cái kết và tới 2024 là xong, nhưng mà thời gian chọn người lựa sĩ chưa được, phải kéo dài tới 2021, chạy qua 6 năm tới 26, 24, 26, 27 thì cái thời gian này quá dài cho chúng ta tu tập và nặng nề cho đứng quyền vi thiên liêng. Như vậy thì chúa xứ mới lộ lên cộng đồng mạng, mới được cái cơ duyên mẹ mới xây cho Tấn Dũng đến nhà, rồi mới mở cái quán cơm chay, nghĩa là 4 ngày từ thiện để gọi lại những tấm lòng nhân ái của từng hải ngoại kiều bào, người xa trẻ gần, để đem lên một cái tinh thần yêu thương đạo đức. Hôm nay phát cơm không hết, chúa xứ có kêu sát lấy lại mua 50 phần quà, mỗi phần ký ký để trao tặng. Chúa xứ không đợi ma phát mà lại cái quay để mà lên mạng đâu đâu. Người nào nghèo cho để minh quán, người nào không có khả năng làm ăn không được, giàu có khá mà cơ nhỡ cũng cho là khi đó phải tụng kinh nguyện giái. Người nào nhận được nghĩa là bát cơm lành này, tâm phải sám hối, phải quy y, phải biết hiếu cha trọng mẹ, phải biết đất nước đang thời kỳ nghĩa là nhiễu nhương khó khăn, dẹp những cái sự ăn chơi tác tán, quay về con đường chánh đạo. Như vậy thì chúa sẽ cầu nguyện cho tất cả những đàn em cháu còn nằm ở trong trị lạc, rồi rượu chè, chè chén gì đó, là chúng ta uống rượu mà không quậy, chúng ta chơi mà chúng ta không làm cho xã hội gối ghem, chúng ta giữ một đức tin, giữ một tình thương và giữ một đức tính quân tử, thì ở vùng miền nào giàu cho tất cả các em có một cái chân linh giống như đệ thì chúa xứ rất là trân trọng. Vì có đệ và có tất cả những người đem cái chánh pháp để thuần hóa thì nghĩ rằng xã hội này sẽ giảm đi rất nhiều những người tồi tệ. Tỷ nói xong chưa? Đệ nói. Rồi, tỷ là chú xứ, tỷ nói phải hết. Rồi, tỷ sẽ im lặng để phát biểu. Trong cái cuộc gặp gỡ này chẳng phải là cuộc tầm thường, mà nó là một cái thông điệp, nó là một truyền thông cho mọi người và chính mình cắt nhắc bản thân mình nữa. Như vậy thì hôm nay chú xứ chỉ có mấy lời trân trọng gửi, có một bài thơ để chú xứ ngâm lên rồi mãn đệ và anh chị em đi tiếp tục. Chứ chú xứ đâu phải làm tuồng, phải có đào, có chánh, có kép được chứ. Chú xứ gửi hôm nay ngày mấy con? Dạ, hôm nay hả? Dạ. Mùng năm hả? Mùng 5 tháng 7. Vào buổi chiều mùng 5 tháng 7, Đạt Sài Gòn
nhận thấy tiếp giao bốn người sáng gỡ như sao, nói năng nguyên bác được vào ghế minh, ghế minh là được rồi, không nói thiếu nữa. Vì có linh thiên đình dẫn chuyện, cha Ngọc Hoàng phóng điện từng nơi, các huynh các đệ nhận lời, cũng là các đừng con trời xuống đây. Tỷ hãy nhận miền Tây cơ bản, nghe mấy lời dân dạng xã giao, tỷ gần sát thề khác nhau, nhưng mà tổ học cũng bước vào lòng qua. Tỷ tên gì? Dạ, con tên bé ba. Nguyễn hay gì? Con hồ Mai. Mai bé ba đường xa dịu dàng, vì mến thương nhận điện mẹ cha, về đây núi Cấm một nhà lâm viên miếu nhỏ gọi là Thanh Long, ở đây là suối cuối của Thanh Long, nên tất cả cộng đồng dân Việt và những người hào kiệt anh thư xa xôi tiếp đoàn dạng ngơ, chừng nào trở lại nụ cười hoa sen. Tỷ ngọc hoa không chen không lấn, không xưng danh cũng chẳng vẫn ai, biết là một đứng thiên tài, không là huynh đệ tháng ngày vậy thôi. Đệ tên gì? Đệ tên Minh. Cái gì Minh? Huynh Văn Minh. Với Văn Minh tâm tình đôi tiếng, giống họ Huỳnh phát triển tôn gia, Hoàng cũng xây chuyện màn bá, Huỳnh Hoàng là một con nhà Âu Cơ, nên chẳng nói lời thơ nhiều lắm, vì các từ sửa sắm đông đà, thôi thì mới gàn hỏi qua, trước là gọi đệ sau là gọi huynh, đệ là gọi dưới hình xác thể, huynh là tôn thánh thể bề trên, thôi thì vô tội vô tên, miễn mình biết chuyện là nên, chớ gì em. Tên là Thanh. Gì tên? Nguyễn. Nguyễn Minh Thanh. Nếu mình biết chuyện là nên chớ vì, công đức ấy hồi thấy đã mở, mới hợp hình gặp gỡ hôm nay, thấy đệ hiền bị chặt cánh tay, đó là cũng nghiệp tháng ngày ra quân, là tướng sĩ chẳng hưng đất nước, nói qua là kiếp trước đệ thôi, kiếp này phải trả xong rồi, cánh tay sẽ khỏe để tôi về nhà đi phò bậc thánh tôn gia, chung tay xây dựng nước nhà Việt Nam. Nguyện với Đức Già Lam Quang Đế cho tất hiền thánh thể an khang, thiên cơ cô chẳng dám bàn, lấy lời thi phủ gom toàn tâm linh, thôi thì tất đồng tình duyên có, để đúng ngày có gió gặp măng. Để là gì? Để tên gì? Có gió gặp măng, có trời thì ắt có trăng, có cha có mẹ có lòng điện quang. Nguyễn Văn Tấn Tây An cứ tiếp, để kỳ này có dịp phô trương,
cho đời một tấm tình thương, điển quang nhìn thấy phi thường ý chí. Đó là một đứng anh nhi xuống đây để có sắp kỳ lắm qua. Thôi thì chúc hết bốn nhà thiện nhân chở gót Phật Đà gặp nhau. Tặng cho Tiến Dũng lời chào, câu thơ ngắn ngủi mà cao tinh thần. Phải làm vui vẻ nguyện thân, đến ngày phong thanh được gần Như Lai. Dầu cho chẳng có tiền tài, nhưng tâm đức lớn đố ai sánh bì. Gọi người một tiếng anh nhi, điện quang nhỏ lệ chu kỳ hạ quân. Nam mô Bụt Sơn Kỳ Hương Phật. Rồi hết rồi. Nghe được.